Này các thiên tử, vì lìa bậc cực hỷ, nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Vì lìa bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân, nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này các thiên tử, vì lìa bậc cực hỷ, nên lìa 10 lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Vì lìa bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân, nên lìa 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Này các thiên tử, vì lìa bậc cực hỷ, nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Vì lìa bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân, nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này các thiên tử, vì lìa bậc cực hỷ, nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì lìa bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân, nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, vì lìa bậc cực hỷ, nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Vì lìa bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân, nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Này các thiên tử, vì lìa bậc cực hỷ, nên lìa quả dự lưu nhất lai bất hoàn A-la-hán. Vì lìa bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân, nên lìa quả dự lưu nhất lai bất hoàn A-la-hán. Này các thiên tử, vì lìa bậc cực hỷ, nên lìa quả vị độc giác. Vì lìa bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân, nên lìa quả vị độc giác. Này các thiên tử, vì lìa bậc cực hỷ, nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Vì lìa bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân, nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Này các thiên tử, vì lìa bậc cực hỷ, nên lìa quả vị giác ngộ cao tổn của chư Phật. Vì lìa bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân, nên lìa quả vị giác ngộ cao tổn của chư Phật. Này các thiên tử, vì lìa bậc cực hỷ, nên lìa trí nhất thiết trí. Vì lìa bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân, nên lìa trí nhất thiết trí. Lại nữa các thiên tử, vì lìa năm loại mắt, nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Vì lìa sáu phép thần thông, nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Này các thiên tử, vì lìa năm loại mắt, nên lìa pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Vì lìa sáu phép thần thông, nên lìa pháp không nội cho đến pháp không, không tánh tự tánh.